Các Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bị từ chối tình cảm, một đối tượng tẩm xăng đốt nhà người yêu cũ và lôi nạn nhân vào bên trong để cùng chết chung. May mắn thay, cô gái kịp thời vùng thoát ra sau nhà và kêu cứu. Thực tế, đây không phải vụ việc đầu tiên các đối tượng trả thù người yêu cũ. Chi tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Văn Phước Sơn, 46 tuổi, ngụ tình Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra liên quan hành vi cố ý giết người. Trước đó, Sơn và chị Thanh tên đã thay đổi, có quan hệ tình cảm. Do không hợp, chị Thanh đã cắt đứt mối quan hệ yêu đương. Đến sáng ngày 25 tháng 4, Sơn mua xăng đến nhà chị Thanh, ấp bà trường xã Phước An để nói chuyện. Mong muốn được hàn gắn lại. Bị từ chối, Sơn đã đổ xăng ra nhà và bật lửa đốt. Khi lửa đang cháy, gã đàn ông dùng tay nắm cổ người yêu cũ kéo và đám lửa với mục đích cả hai cùng chết chung may mắn chị thanh đã kịp vùng chạy thoát ra sau nhà và kêu cứu lúc này hàng xóm xung quanh phát hiện sự việc nên đã đập kính phá cửa giải cứu nạn nhân sơn bị công an bắt giữ ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt làm việc với công an đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân nhưng do không hợp nhau nên chị thanh đã cắt đứt mối quan hệ với mình Công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam mai xuân công sinh năm 1977 ngụ tại phường hoa hải quận ngũ hành sơn để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác công và chị htz sinh năm 1993 trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn có mối quan hệ tình cảm. Đến tháng 1 năm 2021, hai người xảy ra mâu thuẫn, Công nảy sinh ý định trả thù. Tuy nhiên, Công sợ ra mặt nên thuê Ngô Đức Thành sinh năm 2003 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 2004 cùng chú tại phường Hòa Hải để thay Công khủng bố nhà người quen cũ. Từ 22 đến 28 tháng 1, Thành và Nam nhiều lần mang sơn và chất bẩn tạt vào nhà riêng của chị Giờ. Trong khi chị Giờ hoang mang lo sợ, Công đắc ý tiếp tục kêu Thành và Nam đến nơi làm việc của chị giờ để tiếp tục tạt sơn vào bảng hiệu văn phòng làm việc của chị giờ. Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay sau khi xác định chủ mưu và bắt giam Mai Xuân Công, cơ quan điều tra tiếp tục xem xét hành vi tạt sơn giúp sức khủng bố của hai đối tượng Nam và Thành. Tháng 11 năm 2014, tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo và tuyên mức án tử hình đối với Đặng Văn Khuyến 29 tuổi Thừa Thiên Huế về tội giết người. Khuyến là hung thủ truy sát người yêu dã man trước quán cơm rồi lên Facebook tự thú. Theo lời khai, sau 2 năm yêu nhau, do ghen tức, giữa Khuyến và Lê Thị Thúy Hằng thường xảy ra mâu thuẫn. Ghen tuông, Khuyến đã nhiều lần đánh hăm dọa tạt axit và dùng dao đâm chết người yêu. Sợ hãi nạn nhân phải chuyển chỗ ở, nhưng vẫn bị người yêu cũ đến quấy rối, đập phá đồ đạc và dọa đốt phòng trọ. Chiều một ngày trung tuần tháng 4 năm 2013, thấy chị Hằng đi bộ trên đường, Khuyến đã lấy xe máy đuổi theo truy sát người yêu trước quán cơm tại đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh. Sau khi giết hại người yêu, hung thủ lên Facebook tự thú, giết người. Mình yêu nhất cũng là giết mình. Mình tự hủy hoại người đàn bà không đáng, thế mà mình đã làm. Chào tất cả các bạn, mai mình đi tù. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.